Mới đây, công ty kiểm toán Deloitte đã thống kê doanh thu của các đội bóng đá lớn nhất châu Âu, và trong đó dĩ nhiên có Manchester United. Với tôn chỉ là mang đến cho quý khán thính giả những tin tức mới nhất, nóng nhất và chi tiết nhất về đội chủ sân Old Trafford, tác giả Ilfer đã Việt hóa nội dung này bằng cả thi và thư, tức là chữ viết và hình ảnh minh họa. Qua đó, giúp toàn thể anh em hâm mộ Quỷ Đỏ nắm rõ xem năm vừa qua Manchester United đã làm được gì về mặt thương mại. Manchester United đứng thứ 5 trong danh sách doanh thu tổng thể trong năm 2023 với con số lên đến 745,8 triệu euro, xếp sau người hàng xóm Man City, Barcelona, Real Madrid của Tây Ban Nha và Paris Saint-Germain của Pháp. Một điều đáng chú ý là các đội thuộc nhóm Big Six Premier League đều có mặt trong top 10, trong khi Serie A thậm chí không đóng góp bất cứ đại diện nào, kể cả Juventus hay là hai dân chơi thành Milan là AC và Inter. So với năm 2022, doanh thu của Manchester United hiện nay đã tăng nhẹ khoảng 8%, từ 688,6 triệu euro lên tới 745,8 triệu euro như đã nói. Trong số này thì doanh thu thương mại vẫn chiếm phần nhiều so với doanh thu phát sóng và ngày thi đấu. Theo Deloitte, tỷ trọng giữa ba chỉ số được phân bổ lần lượt là 151, 240, 355 đơn vị triệu euro. Như vậy có thể tin rằng khái niệm Marketing FC mà người hâm mộ gắn cho Manchester United nằm ở việc doanh thu thương mại của họ tỏ ra vượt trội. Trên thực tế, Manchester United chỉ đứng thứ 2 ở Anh về doanh thu trong năm 2023 sau Man City. Việc thiếu thành công trên sân cỏ với các danh hiệu lớn như Premier League, FA Cup hay là UEFA Champions League là yếu tố quan trọng nhất khiến họ bị người hàng xóm bỏ lại sau 4 năm với con số chênh lệch khá lớn. Hiện tại, thống kê cho thấy doanh thu của Manchester United đã tăng lần đầu sau 4 năm sụt giảm. Nhưng mức tăng 34 triệu euro là con số không thực sự ấn tượng trong suốt khoảng thời gian này. Tuy nhiên, có một điểm tích cực là quỹ lương nhân viên đang giảm dần sau mức đỉnh 450 triệu euro vào năm 2022 do ảnh hưởng của các thương vụ như Ronaldo, Varane hay Casemiro. Chi tiết về hóa đơn tiền lương, 398 triệu euro trong năm 2023 không chỉ giảm mạnh so với năm 2022 mà còn giảm rất sâu nếu tính theo tỷ lệ tiền lương chia doanh thu, với chỉ 51% so với lần lượt 65 và 66% ở các năm 2021 và 2022. Nếu nói sâu hơn về tỷ lệ lương chia doanh thu, Manchester United chỉ kém duy nhất Tottenham Hotspur, trong khi ngang bằng với Arsenal và hơn Liverpool, Man City cũng như Chelsea. Trong nhóm Big Six, Chelsea được coi như là trường hợp cá biệt khi tỷ lệ lương chia doanh thu ở mức 79%, nghĩa là họ kiếm được tổng cộng 589 triệu euro nhưng phải chi ra 480 triệu euro để trả lương cho các nhân viên. Nhìn chung trong năm 2023, Manchester United đã cải thiện việc tăng doanh thu cũng như thu hẹp quỹ lương, nhưng sự cải thiện đó là chưa quá lớn. Bước vào năm 2024, tình hình có vẻ không tích cực khi họ đã bị loại khỏi Champions League. Song hy vọng là sự xuất hiện của tập đoàn Ineos sẽ giúp đội chủ sân Old Trafford thay đổi bộ mặt ở cả trong và ngoài sân cỏ. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.